đời. Cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như xuôi mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tại đức nhiên to. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đầy trào dâng bao niềm vui quy trước phật đài. Mùa du lan đến áo con cài qua ống thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đầy, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ.
xót xa, gió mưa xé tan cõi lòng, dù lang về mẹ đã xa ngàn khơi, ai nỡ chia đôi đàn con, phần nghèo giờ phải thêm mồ côi. Ngày đi con ngựa du lang, sẽ quay trở về làng quê để nhớ thương không còn nặng mang. Thăm mẹ hiền nhưng giờ quanh hiu, gió mưa giông lạnh lùng đầu sông. Sao bỏ con mẹ ơi, sao lần phút giây nào ngồi, con luôn nhớ thương quê nhà nơi có mẹ già chiều xuống ra ngồi trông. Nhà nghèo con đành xa xứ đến nơi xa lạ, tìm kiếm chút tương lai, mai sẽ quay trở về để trọn lòng hiếu đạo làm con. Nhưng có ai đâu ngờ mẹ bây giờ cách xa một dòng sông. Còn đâu câu nói yêu thương, mỗi khi đêm về ngồi quanh, gió lao sao thổi lùa qua sông, bên ngọn đèn từng lời mẹ khuyên, du lang buồn con về quanh. Phần nghèo giờ phải thêm mồ côi. Kính bạch trên quý ngài, vào giờ này chúng con thành kính công thịnh, quý ngài pháp phục trang nghiêm để cho hàng đệ tử chúng con được đội trước quý ngài tác pháp công thịnh, quý ngài quang lâm đại hùng bảo điện để cử hành hóa lễ vu lan bảo hiếu sáng hôm nay. Và giờ này quý vị các ban trung bộ chúng ta bất tịch ngay vị trí của mình, quý vị các ban công nghinh các ban thịnh sư, chúng ta chuẩn bị kiện vị và khai thỉnh để chuẩn bị đối trước quý ngài tác pháp công thịnh quý ngài, để cho ban tổ chức chúng tôi được chuẩn bị cung nghinh quý ngài quang lâm đại hùng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tắc bạch. Nam mô Đại Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bảo hãy chúng con thành kính cung đón bước chân của
Thượng tọa Đại Thượng tọa Thích Minh Bình, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Bà Rịa, đáp lời thỉnh cầu của Bổn tự. Hoặc Thượng tọa trưởng ban chính thức quang lâm về Bảo Hải để chứng minh cho buổi lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Đại biểu Mục Kiền Liên Bồ Tát tác đại chứng minh, mượn bái bạch chư tôn Hiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ, chúng con kính nghe rằng ý niệm về cha, về mẹ thường không thể tách rời ý nghĩa của tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào êm dịu. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cằn cỗi héo mòn. Bậc cổ đức dạy rằng mộc tùng căn trưởng thủy tự nguyên lưu, nghĩa là cây sanh trưởng nhờ cội gốc, nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông. Thế nên để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của mọi người con trên khắp đất nước, chùa Bảo Hải chúng con thành tâm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, đệ tử chúng con đê đầu cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm về Đại Hùng Bụ Điện tác lễ Vu Lan báo hiếu, để chúng con được vẹn toàn phước đức, được vẹn toàn hiếu sự. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trên quý Ngài đã từ bi hứa khả cho chúng con, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm năm lễ hiền tiền chư tôn tình đức tăng gia nhị bồ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa chứng minh, ngưỡng bái bạch quý niên trưởng ni sư chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể pháp hội Vu Lan. Trong giờ phút trọng thể này, hương trầm đã nguyện tọa, tâm thành hiểu tính của những người con Phật đang kết thành đám mây hoa tâm nghìn đó. Dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và sự đầu giá của hồn thiên sông núi, ba anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để độc lập đất nước, ba anh linh thánh tử đạo vì đạo Phật quên mình hiện đang xin ngự về đây. Vậy chúng con thành tâm cúng thỉnh chư tôn đức chứng minh và mời toàn thể nam nữ Phật tử khởi thân trang nghiêm để niệm Phật. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm Quý Mão, hòa trong không khí hân hoan của người con Phật đón mừng mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, trở về với thiền viện Bảo Hải trong khung cảnh trang nghiêm và tràn đầy tình đạo vị. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình lễ chính thức như sau: một, niệm Phật cầu gia hộ; hai, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; ba, nhân hoa cúng dường; bốn, cảm niệm Vu Lan; năm, cài hoa cho tôn đức và Phật tử tham dự; đọc ý nghĩa hoa hồng; đọc thơ ước mẹ; hát cúng dường; 6. Tri ân Phật tử hữu công; 7. Tặng quà; 8. Đạo từ của ban chứng minh; 9. Nghi lễ truyền thống; 10. Công trình chư tôn đức quang lâm đại đường. Đó là chương trình của buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được tìm đến quý ngài và Phật tử liệu đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên kính quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Hàng năm khi những làn gió thu xa lạnh thổi về, những chiếc lá vàng lác đác rơi theo những hạt mưa lất phất bay, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại trở về trên quê hương Việt Nam chúng ta. Ấy mùa báo hiệu lễ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tàn canh suối lệ tràn. Thật vậy, cảm ơn cha mẹ như trời cao như biển rộng, làm con làm sao đền đáp cho vừa. Trên tinh thần tri ân và báo ân đối với hai đấng song thân trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, tinh thần ấy đã hòa quyện sâu sắc trong dòng máu và hơi thở của mỗi người con đất Việt, cũng như
như người con Phật chúng ta. Do đó, hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567, một lần nữa lại trở về thiện viện Bảo Hải, chúng con long trọng tổ chức lễ Vu Lan cài hoa báo hiếu để thể hiện tấm lòng thành kính, báo đức thù ân trong muôn bộ. Đó là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Bước chân Na Bàn lan tỏa từ hệ huyền vị tha đảm bảo huyền y giải thoát của chư tôn đến đức tăng ni và đón chào lời quý vị quan khách thân lâm. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được đê đầu đàn đề cung kính và giới thiệu thường tòa đạo hiệu cho quyết định ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo định trường ban trị sự Phật giáo thành phố Bà Rịa. Chúng con xin được cung kính đàn đề và giới thiệu thường tòa đạo hiệu thế giới nghĩa trụ trì định thất trung tâm thành phố Đông Xuyên tỉnh An Giang. Chúng con về phía chư tăng, chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Hạnh Đình, phó trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng phân ban ni giới Phật giáo tỉnh, trưởng ban tổ chức đại lễ Vu Lan. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nhân, phó trưởng ban ni giới Phật giáo tỉnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nhân, phó trưởng ban ni giới Phật giáo tỉnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Quảng Đàm, trưởng ban ni giới Phật giáo thị xã Phú Mỹ, ủy viên ban trị sự Phật giáo tỉnh. Xin được cung kính đảnh lễ và giới thiệu quý ni sư chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các từ thiền tỉnh thất tỉnh xã niệm Phật đường cũng về diễn binh và tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính và giới thiệu chung và chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào đón quý vị tham dự Phật tử xa gần cũng về tham dự và thời cầu nguyện cho buổi lễ sáng hôm nay. Kính chúc buổi lễ thành công vì mạng. Kính lại Phật từ bi cứu thế đem đạo hạnh phổ thể chúng sanh tận giác biết đẹp tu hành nhờ hạnh trí tuệ quang minh soi đường. Kính bạch các vị ngài, kính thưa toàn thể cùng chư tôn thiền đức tăng ni trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu trọng đại này, chúng con xin tỏ lòng tri ân quý ngài bằng cách dâng lên những làn hoa tươi mắt tượng trưng cho vẻ đẹp của đất trời vũ trụ, cũng nhiều tên mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni. Thank you.
Kính bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị, chiều quê thấp thoáng bóng mẹ hiền, lưng còng tóc trắng đứng bên hiên, mắt nhìn xa thẳm chân trời tím, bóng nhàn bạc tâm ngẩn lệ tràn. Mẹ cha hai tiếng thân thương sao là đã đi vào đời con từ thuở còn nằm nôi, từ lúc bập bè cất tiếng gọi đầu tiên. Trong cuộc đời con khôn lớn trưởng thành nên danh phận, đó là nhờ tình cha nghĩa mẹ. Có cha có mẹ con như được nâng đỡ, trẻ chơ chở cha được hạnh diện với đời. Vậy mà có những lúc con dại khờ chạy tìm hư ảo, bỏ mẹ cha khắc khoải đời chờ, quên nhà xưa khỏi bếp lam chiều, canh rau đắng quên trùng thế ngọt. Để bây giờ nơi xa xôi lặng lẽ, một mình con lại muốn chạy về ôm chân mẹ, nghiêng đầu vào vai cha, để giọt nước mắt buồn mà không chảy, để tìm lại với ẩm của song thân lúc chiều tà sẽ bóng, để đồng cảm sẽ chia niềm hạnh phúc ngọt ngào của những ai còn cha còn mẹ, và cảm thông cho những ai đã vật vọng cha mẹ. Tiếp theo chương trình là phần diễn đọc cảm niệm Vu Lan. Xin mời Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cung kính ngưỡng Thái Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý tông nữ Phật tử gần xa, tháng bảy trời mưa, mưa ướt nhẹ đôi mắt có hiệu một mùa Vu Lan lại đến. Khi ai đó nhắc về Vu Lan, chúng ta bồi hồi nhớ về cha mẹ, dù người đã mất hay người đã còn. Trong tim mỗi người, mẹ luôn là hình ảnh cao đẹp nhất. Mẹ là quê hương, là bóng mát, là hy sinh, là chở che, mẹ là tất cả. Suốt cuộc đời thì sống vì con, những năm tháng mang lại mẹ đau, trải qua biết bao nhọc nhằn vất vả, chưa một lần kể than. Mẹ, người phụ nữ mặt mẹ nhất của cuộc đời con, không bao cha không quặng nắng dầm mưa hay đường mòn hẹp lối, cha làm tất cả chỉ mong một người con trọn vẹn. Bao đêm thức trắng, bao đêm vượt biển to, sóng lớn không đúng sợ, chỉ sợ rằng con chẳng được ấm no như bạn bè cùng trang lứa. Lúc nhỏ sống trong vòng tay chở che của cha mẹ, con nào biết trân quý, cứ nghĩ rằng đó là một phần, là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, mà quên đi ơn nghĩa đã sâu dày. Đến khi trưởng thành, con mãi chạy theo những thú vui ngoài kia, con ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân mình, mà quên đi cha mẹ đã già yếu. Mẹ cùng con bước qua bao vui buồn của cuộc sống, cha nhiều quá. Trong mắt cha, con mãi là đứa bé ngoan ngoãn như những ngày thơ dại. Dù rằng con có là ai, con trưởng thành đến đâu đi chăng nữa, thì với mẹ con vẫn mãi là như thế, và không cần sự che chở của gia đình. Người ta vẫn hay nói, trái tim người mẹ là vực sâu vô trường, mà ở đây ta sẽ tìm được lòng yêu thương và sự tha thứ vô bờ. Thế đấy, cả đời cha mẹ thì biết sống vì con cái, hãy yêu thương cha mẹ khi người vẫn còn đang yên ổn,
vì khi mất đi rồi ta biết tìm gì nơi đâu. Có thể mua được tất cả, nhưng hỡi ơi, sao có thể mua được tấm lòng mẹ cha? Thời gian thấm thoát thoi đưa, mẹ con nay đã già rồi. Tháng bảy mùa vu lan báo hiếu, nhìn hoa trắng mẹ cài trên áo, con biết mẹ không thể mãi mãi bên con. Hôm nay ngoài kia ai thật mẹ, sợ dòng nước mắt ấy bao giờ đến phía con. Con bồi hồi xúc động nhớ công ơn sinh thành, thầm nghĩ mình còn nhiều thiếu sót, lúc nào cũng để mẹ cha lo lắng dù đã trưởng thành rồi. Công đức sinh thành dũng dục ấy làm sao con có thể nói hết. Mẹ đã ban tặng cho con cuộc sống này, cha đã ban tặng vội hỗn hợp muốn tìm về những ngày xưa êm đềm, mong được nghe những lời dạy ôn tồn của cha, thèm được mơ màng những buổi trưa hè trong lời ca dao ngọt ngào của mẹ. Nhưng đã không còn những cơ hội ấy, bởi mẹ bởi cha đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, yên giấc ngàn thu trong lớp cát bụi vô thường. Hoa hồng đỏ từ nay hóa trắng, cha mẹ ơi, có phải con đã quá hững hờ, quá vô tâm, bỏ mặc người trong hiu quạnh cô đơn những ngày tháng mong nhớ đợi chờ con tìm miền Bảo Hải. Con xin nói đến lời tri ân và thành tâm sám hối, con đã quá vô tâm mà quên đi tình cha và thân tâm của mẹ. Tiếng chuông chùa vang vọng ngân dài sâu thẳm, theo tiếng chuông chùa con đi tìm cha. Cha của con bây giờ ở đâu? Cha ơi, mỗi mùa vu lan con lại tìm cha mẹ trong ký ức, con lại tìm trong nỗi nhớ thương vô hạn. Hạnh phúc cho những ai đang còn cha còn mẹ, còn đường ngày để được áo mình hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho sự tình yêu và niềm biết ơn vô hạn đối với mẹ cha. Nhưng cũng không ít người trong chúng ta còn chưa một lần được ngày màu hoa đỏ uy nghiêm ấy. Thật hạnh phúc và vui sướng thay cho những ai còn cha còn mẹ, vì khi ấy có nghĩa là ta còn cả một vùng trời bình yên. Xin hãy trân trọng. Còn nếu bất hạnh vì đã mất cha mất mẹ, hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ bằng tất cả những gì thiêng liêng, tin trọng, biết ơn và cao quý nhất. Chúng ta hãy là người phật tử chắc chắn, sống đúng đạo nghĩa, hiếu thảo mẹ cha. Mỗi độ rừng thì mừng hoa vàng, mưa trên sắc vườn báo mùa thu, vu lan thắng hội hoa hồng thầm, thâm âm buồn cội nhớ con nuôi. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma ha tát tát đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện viện Bảo Hải chúng con vừa được cung kính bước chân an lạc của thượng tọa đạo hiệu Thích Đức Thầy. Buổi lễ sáng hôm nay chúng con xin được cung kính và giới thiệu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể liệt quý vị, dù con đi khắp chân đời cũng không đi hết những lời mẹ ru, dù con phụng dưỡng mẹ cha biển trời ấm đức không sao bảo đền. Năm 1962, trong một căn nhà gỗ ven rừng ở nước Mỹ, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết một bài văn mang tên Bông Hồng Cài Áo. Lời văn này mộc mạc chân thành, nhưng thật gia diệt và trang chứa ân tình. Từ bài văn đó, lễ cài bông hồng trong lễ vu lan chính thức xuất hiện và phổ biến cho đến ngày hôm nay. Kế tiếp chương trình là diễn đọc ý nghĩa hoa hồng. Kính thưa quý vị trưởng, quý vị sư, chư tôn đức nhân, hôm nay hòa chung tinh thần của đại lễ vu lan, một lần nữa chúng con xin
hồng vàng nhân phẩm phát tăng, ba ngôi giải thoát đức tăng biển trời, hồng đỏ phước báu cuộc đời, cha còn mẹ khỏe ơn trời khắc ghi, hồng trắng xúc động chia ly, mẹ cha mất sớm bước đi lệ ngà. Không biết từ bao giờ nhân loại đã chọn hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu thương, trong đó có tình yêu thương của cha mẹ. Cứ mỗi độ Vu Lan về, ta lại chọn cho mình những đóa hồng gắn lên tim hai hoặc còn mẹ, hoa hồng trắng để an ủi và sẻ chia cho những nhân vật thầy mô phạm của nhân sinh. Tiếp nối bông hồng vàng như nhắc nhở xuất gia phải báo đại thiếu, bởi người xuất gia chúng ta không chỉ cứu độ cha mẹ trong một đời mà còn cứu độ cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Với ý nghĩa cao cả đó, giờ đây chúng con xin thành tâm được cài lên ý nghĩa chỉ được nồng hương sắc thể từ bi, tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi. Phật là hàng xuất gia chúng con mang nặng
tứ trọng ân. Giờ đây nhân ngày đại lễ, chúng con thành tâm gửi lời chúc sức khỏe đến các bậc lão thành. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, đạo tâm kiên cố, luôn là những vị hộ pháp đắc lực để hỗ trợ tăng ni trên con đường hoằng pháp lợi sinh. Và giờ đây chúng con kính cung thỉnh thầy trị sự của Thiền viện Bảo Hải thay mặt chư tôn đức trao những phần quà, tỏ tấm lòng tri ân đến các bậc lão thành. Chúng con kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công kính lời bài đặt tên vị này, kính thưa đến quý vị, để cho buổi lễ hôm nay được tập phẩm viên mãn và để cho hàng phẩm từ chúng con hiểu rõ và biết thêm cả vị tri ân và bảo ân đối với hai nhà mục sư này một cách cao cả nhất, chúng con thành kính cung kính thường tòa đạo điều thích nguyên bình từ con đi dự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa, từ bi quan hỷ ban cho Phật tử chúng con đôi lời đạo từ và giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nhân Phật Tát Đại chứng minh. Nam mô Như Lai Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tát Đại chứng minh. Vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, trong đại lễ báo vui quan thắng hiệu hồi báo đáp công đức hai đấng sanh thành, chúng tôi xin có vài lời cùng hiện tiền đại chúng và toàn thể thiên chúng. Hàng phật tử chùa Bảo Hải đã thư thiền và bày tỏ cái tâm tình báo hiếu của mình đến với tất cả người con Phật, nhắc nhở cho những người con quên đi hiếu hạnh hoặc chưa biết và ý thức được rõ ràng bộ phận trách nhiệm của một người con làm sao thực hành được báo hiếu. Thì kính thưa quý vị, hiếu đạo là nền tảng của đạo đức, nó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của con người và của tất cả các bạn hiền thành. Ông bà chúng ta có nói gia hiền sanh hiếu đạo, và có hiếu thảo với cha mẹ của mình, có kính lễ ông bà cha mẹ nhường nhịn anh em, thì người đó mới thật sự là một công dân tốt và hoàn là người sẽ thành tựu. Ba đời chư Phật hiền thành cũng vậy, các ngài nhân nơi thực hành rộng rãi hiếu mới tu tập thiền định chánh pháp, bước lên bờ giác một cách trang nghiêm. Hôm nay tại đạo tràng chùa Bảo Hải, tất cả các Phật tử đã bày tỏ cái tâm hiếu của mình qua nghi lễ, qua những lời bài múa, qua những lời phát bạch tự nhiên để cho mọi người cùng phương cảm mở đó tâm quan. Đây là việc làm rất tốt, đây là báo hiếu được phần nào công đức sanh thành của cha và mẹ, và nó luôn nhắc nhở cho chính bản thân của người đã nói phải làm gì để báo hiếu mẹ cha. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta lưu ý rằng lời nói chỉ là lời miệng, mà làm sao trong hàng ngày chúng ta thực hiện và đem những điều mình đã hứa nguyện khắc ghi đó thực hành cho tốt hơn, hiện thực hơn, và mong rằng tất cả người Phật tử hiểu được rõ ràng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nếu muốn đồng hành với chư Phật thì chúng ta phải thực hiện
được hành hiếu một cách viên tròn trong chánh pháp, và bên cạnh đó để thực hành được hành hiếu này, người con phải chúng ta còn phải làm sao? Làm cho cha mẹ hiểu được chánh pháp, làm cho cha mẹ của mình hiểu được chánh pháp của Đức Phật để tu tập có an lạc và hạnh phúc. Mà nếu người nào chúng ta có cha mẹ chưa hiểu chánh pháp thì làm sao chúng ta phải tạo mọi phương tiện giúp làm, tạo mọi nhân viên để độ cha mẹ mình hiểu được đạo lý chân lý của Phật giáo như ngài Xá Lợi Phất. Và trên bước đường tu hành, người có Phật chúng ta đặc biệt là Phật tử thì báo ơn cha mẹ là điều cao quý, nhưng mà chúng ta phải thực hành hướng về ba ngôi tam bảo để tu tập, và hướng về chánh pháp để thực hành được trọn vẹn. Như trong kinh Báo Hiếu đã nói, mình còn phải cần duy trì giới pháp tam quy, giới giữ gìn nhiệt tình là cái điều đặc biệt mà mọi người có Phật chúng ta phải thực hiện. Và để báo đáp trọn vẹn bốn ơn trời thì tôn kính thầy, bậc thầy đã dạy tôn kính ba ngôi tam bảo, hiếu thuận cha mẹ là điều quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa làm sao chúng ta phải báo đáp quốc ơn quốc danh thị độ. Chúng ta đã sanh trên đất nước này thì làm sao, đặc biệt đối với những người con trẻ thì làm sao chúng ta học hành cho tốt, dân gian đặc biệt làm sao đóng góp cho cộng đồng xã hội này một viên gạch nhỏ, một tâm tình để cho đất nước ngày càng phát triển hơn và vươn lên nổi danh khắp Nam Châu Việt. Và đối với thì làm sao người con Phật chúng ta thực hành được tâm thành tinh? Bởi vì trong Bồ Tát Giới Hoằng Vọng, Đức Phật có dạy đối với người con Phật thì làm sao nhìn thấy rõ được tất cả nam tử là cha mẹ ta, tất cả nữ nhân là mẹ của mình, cha mẹ biết thuộc. Trong một cuộc kiếp luân hồi đã qua, chúng ta có bao nhiêu biết thuộc, bao nhiêu cha mẹ thân bằng, thì làm sao chúng ta phải trải rộng tâm tình với tất cả cộng đồng và ít đi sự tranh đấu thù hằn, bỏ đi những tâm thưa thiện phiền não tụ hội nhau. Đó chính là một phần của cái gì rải tâm rộng khắp tình thương. Còn thưa đại chúng, đối với hiện tiền đại chúng nên ở nơi chùa Bảo Hải, người xuất gia chúng ta cũng phải báo hiếu tổ chức cho mọi, cho tất cả hàng Phật tử lễ báo hiếu trang nghiêm thành kính, nhắc nhở cho người có Phật thực hành được hạnh hiếu và tu tập cung chánh pháp. Đó là một phần của việc báo hiếu. Và xa hơn nữa, làm sao chúng ta phải xỉn dương tâm tâm của chư tổ và chư Phật, sắp sáng ngọn đèn quyền đăng tu nghiệp. Và cái quan trọng nhất là tâm tâm niệm niệm làm sao để cho tất cả mọi người chánh pháp đúng người trong xã hội đầy tranh đấu khổ đau này. Thế giới càng ngày càng nhiều thiên tai bạo lực, càng ngày càng nhiều chiến tranh, đó là do nơi tâm tranh đấu nghiệp cảm xấu. Làm sao người con Phật chúng ta khi đã có chánh pháp thì phải có sự thiền định, mở tâm lớn, phát tâm bồ đề,
tâm lực rõ được của mình rồi thì tâm thành tựu sẽ hiện được tất cả, với điều kiện là chúng ta phải có tâm lực, trí lực và áp lực thành tựu. Một lần trở về hôm nay, các Phật tử ở chùa Bảo Hải này đã dưới sự hướng dẫn của Ni Sư trụ trì cùng tất cả chúng niên tổ chức trang nghiêm hành trình thanh tịnh. Đây là một cái điều rất đáng quý. Thay mặt tác giả nhị bộ, nhất tâm nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả các Phật tử là những người con hiếu thảo với cha mẹ, là những người Phật tử thanh tịnh hướng về ba ngôi tam bảo tam bảo, thực hành tu tập với tâm thành kính, hộ trì giải pháp với đạo tâm bất thối, và giới thiệu tiền chữ nghiêm chúng ở trong thiền viện Bảo Hải thì kính nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho các vị tứ đại điều hòa giới tịnh huệ giải thoát, giải thoát duy kiến được trang nghiêm và thành tựu được đạo lực để đem chánh pháp đến cho tất cả cộng đồng quý phụ, tất cả người Phật tử, tất cả hữu tình trong những tháng còn lại. Kính chúc các vị đạo tâm luôn kiên cố và cũng thành kính. Kính chúc chư tôn đức tăng già nhị bộ một hạ lạc an nhiên, giữ đức thanh tịnh và đầy đủ tâm lực trí lực lập lợi lạc cho tất cả quần sanh, để cho trẻ niệm đất nước Việt Nam mà tất cả toàn thể Phật tử chúng con vô cùng xúc động trước những lời giáo huấn của Thượng Tọa Chứng Minh. Chúng con thành tâm ghi nhớ những lời pháp âm vàng học và nguyện tinh tấn tu hành để khỏi phụ lòng kỳ vọng và quý ngài. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa toàn thể lên quý vị, vừa rồi là những đỏ hoa hiếu hành đã được ca đến nhận của những người con Phật trong ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Hiền Đức Tăng Ni và mời toàn thể đạo tràng cùng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương hiếu hành của tôn giả Mục Kiền Liên trong nghi lễ truyền thống cũng ngọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
mỗi năm đến mùa vu lan
Kính thưa quý điều vị, mùa Vu Lan báo hiếu đã trở về với bao người con hiếu đạo. Điều này ai ai cũng biết và ai ai cũng hiểu. Nhưng làm sao chúng ta phải thực hiện được những gì chúng ta đang nói và những gì chúng ta đang hiểu để thực hiện đi vào đời sống thực tại? Thưa quý vị, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Quý vị, người Phật tử tại gia thì quý vị phải biết hiếu với hai đấng sinh thành, cha và mẹ. Còn những bậc xuất gia thì chúng ta gánh trên vai rất nặng. Nào là việc của giáo hội, chúng ta làm tròn trách nhiệm của người con hiếu đạo và hướng dẫn cho Phật tử đi đúng đắn tinh thần của chánh pháp Như Lai, lại là một rất quan trọng. Phật pháp một trường tồn là do tấn già hòa hợp, là những bậc tăng, những bậc ni đại diện cho Đức Thế Tôn đem chánh pháp Như Lai truyền thừa mạng mạch. Vậy quý Phật tử hôm nay câu hỏi về chùa Bảo Hải dưới sự chỉ dạy của ni sư cùng đi đến đạo tràng Bảo Hải tiếp lễ Vu Lan thánh hội, là nói chung là việc làm đạo hiếu. Thế thì chúng tôi thay cho tất cả quý thượng tọa trong tâm chứng minh tán thán công đức việc làm của quý vị hôm nay đúng với tinh thần Phật dạy. Và qua đây tôi cũng mong rằng tất cả ni chúng Bảo Hải sẽ cố gắng nghe lời sư phụ chỉ dạy, thực hiện đúng cái tinh thần của tâm phong tổ thầy, đem rạng ánh sáng từ quán của mười phương chư Phật, và luôn làm sao cho đạo tràng chùa Bảo Hải chúng ta mỗi ngày được phát triển, và hướng dẫn cho quý nam nữ Phật tử gần xa cũng như đạo tràng Bảo Hải luôn tu đúng với tinh thần chánh pháp. Và qua đây tôi cũng mong tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta, Phật tử nào chưa quy Tam Bảo qua buổi lễ hôm nay thì cũng về kỳ cầu sư phụ Bảo Hải để quy Tam Bảo. Bởi vì chúng ta có quy Tam Bảo thì chúng ta mới hiểu được tu cho đúng với tinh thần chánh pháp và đi đúng với con đường mà Đức Phật đã dạy. Có thầy trò mới nên, thầy dạy trò mới hiểu. Cuối lời tôi xin thay mặt cho ban chứng minh
8 tháng việc làm hôm nay của ni chúng bảo hại đúng với tinh thần chánh pháp, nguyện cầu mười phương tam bảo lực thường gia hộ cho ni sư chủ trì cùng nội chúng, quý nam nữ Phật tử đạo tràng cũng như quý nam nữ Phật tử gần xa luôn được sống trong ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Thường Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn ban bố pháp âm vô giáo, chúng con xin hành kính tri ân và đầu hành lãnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.
tử nào phát tâm gieo duyên cúng dường đến quý ngài, quý vị chúng ta tháp tùng cùng với ni sư cúng đì. Khi ni sư dâng lên cúng dường quý ngài, thì quý ngài chúng ta cùng từ dâng lên cúng dường. Quý vị chúng ta cúng dường trong sự trang nghiêm và thanh tịnh. Sau khi cúng dường xong, thay lời cho ban tổ chức, mời toàn thể quý vị nam nữ Phật tử ra những dãy bàn tròn mà ban tổ chức đã sắp xếp đi bữa cơm thân mật với tiền viện Bảo Hải sáng hôm nay, nhân của U Lan báo hiếu Nam Mô A Di Đà Phật.